Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì Holly tìm tới cái bộ môn powerlifting tập luyện trong vài tháng gần đây. Cái lý do là tại vì Holly cảm thấy cái sự đam mê của mình nó bị loãng đi một chút và mình phải tìm tới một cái phương pháp tập khác để mình có thể tiếp tục cái lửa tập luyện của mình, tại vì Holly tập luyện là vì cái niềm đam mê. Ok, thì quay lại với cái buổi tập hypertrophy leg training ngày hôm nay á. Holly warm up với hai mức tạ nhẹ hơn cái này một cái, và cái này là cái set warm up thứ hai để cho cơ của mình và khớp của mình nó có được nóng lên, làm nóng để cho nó sẵn sàng với cái buổi tập, những cái set tập luyện sau. Thì cái working set của Holly ngày hôm nay, Holly sẽ chọn cái mức tạ là 275 pound làm 5 cái, và sau đó là mình sẽ tháo tạ ra chừa lại 135 pound, có nghĩa là chừa lại một miếng á, và làm 10 tới 15 cái. Thì khi mà Lý nói làm 5 5 5 reps, có nghĩa là các bạn phải chọn cái mức tạ nào mà các bạn đi 5 reps là tối đa, chứ không phải là các bạn dừng lại ở 5 reps. Cái đó là cái sự khác biệt. Thì cơ của bạn nó sẽ phát triển tốt nhất dưới hai hình thức, đó là heavyweight training và hypertrophy volume. Heavyweight training có nghĩa là tập nặng, còn volume có nghĩa là tập nhiều. Cơ các bạn nó sẽ phát triển tốt nhất dưới hai cái áp lực đó. Thì đó là những gì Holly biết thôi, còn có những cái gì khác thì Holly không có, Holly chưa biết tới thì Holly không có nói hết. Đây là những gì mà Holly biết thôi. Thì giống như các bạn thấy là khi mà Holly tập nhẹ, Holly không có khóa khớp gối, nhưng mà Holly tập nặng thì Holly lại khóa khớp gối của mình. Thì có rất là nhiều bạn hỏi về cái chuyện là có nên khóa khớp gối trong cái lúc tập hay không. Thì Holly, đây là cái luật lệ thi đấu của powerlifting ở Mỹ cũng như là ở khắp mọi nơi. Nếu như các bạn thi đấu squat, deadlift hoặc là bench mà các bạn không khóa khớp thì coi như cái phần thi đấu của các bạn bị disqualify, là không có được tính. Thì cái chuyện khóa khớp gối, Holly không có khuyến khích các bạn là đi khóa khớp gối đi, nhưng mà Holly cũng muốn chứng minh cho các bạn thấy là có rất là nhiều những cái nghiên cứu khoa học, người ta đã chứng minh là cái chuyện khóa khớp gối nó không có hại, nó không có tác hại gì đến đến cái cơ thể của các bạn cả. Tại vì cơ thể của các bạn nó được thiết kế là để khóa khớp gối, giống như các bạn đứng á, các bạn đứng là một hình thức khóa khớp chứ không có gì hết. Chỉ có cái là ở đây Holly không nói về hyper extension có nghĩa là khớp của bạn nó thẳng nhất ở 10 mà các bạn ép nó tới 11, 12 thì nó sẽ gây ra những cái tác hại mà các bạn không muốn. Giống như những cái clip mà các bạn thấy là khớp nó bị bẻ ngược lại hay sao đó, có nghĩa là nó bị quá tải. Nhưng mà mình khóa khớp đúng thì mình sẽ giữ được hơi nhiều và mình tập nó vững vàng hơn và nó sẽ ít gây ra chấn thương hơn nếu như các bạn tập luyện với tạ nặng. Còn đối với bodybuilding, cái mục đích của họ là tăng cơ, cho nên họ không khuyến khích các bạn khóa khớp gối, là vì khi mà các bạn không khóa khớp á, thì cơ của bạn nó sẽ chịu áp lực tối đa, và khi mà các bạn, cái mục đích của các bạn là tăng cơ, thì khi cơ chịu áp lực tối đa đó là một điều tốt. Còn đối với powerlifting thì người ta tập luyện về sức mạnh thì bắt buộc các bạn phải vững vàng trong cái cách tập, tại vì cái tạ các bạn nó rất là nặng và các bạn phải có nhịp, mà nhịp thở, nếu như các bạn không khóa khớp các bạn không có thể nào mà thở đầy đủ để mà các bạn có thể tập được hết á. Thì mỗi bên nó sẽ có một cái kiến thức, một cái kỹ thuật khác nhau. Holly chỉ muốn chia sẻ hết cho các bạn những gì mà Holly biết. Đó cũng là cái mục đích mà Holly làm YouTube. Holly chỉ muốn làm YouTube để chia sẻ những cái sai, những cái đúng, những cái mới mà Holly học được. Những cái sai của Holly sẽ có ích cho các bạn vì các bạn sẽ không phạm lại con đường đó nữa. Những cái mới thì Holly nghĩ là các bạn sẽ thử được và các bạn có thể thích, có thể tìm hiểu được là mình có thích nó hay không. Nói chung là làm YouTube là chỉ chia sẻ về cá nhân của mình thôi, và cũng như là đây cũng là một cái tài liệu tốt cho cá nhân của Holly để Holly có thể nhìn lại và biết mình sai chỗ nào, đúng chỗ nào, và mình cần phải hoàn thiện mình chỗ nào. Bản thân Holly cũng cần hoàn thiện rất là nhiều thứ, cho nên Holly muốn khuyên các bạn là học hỏi từ những cái người khác nhiều, những cái người anh, người chị đi trước, những cái người giỏi, hỏi người ta và trang bị cho mình những cái kiến thức vững vàng nhất để mình có thể tập luyện. Nhưng mà cho đến cuối ngày thì mình mới là cái người hiểu bản thân của mình nhất, chứ không có ai hiểu bản thân của mình cả. Đây á, là cái clip Holly chia đôi ra cho các bạn thấy là cùng một cái mức tạ nhưng mà tốc độ tập khác nhau, và Holly có sử dụng bell trong cái clip phía bên phải. Cái lý do là tại vì cái ngày hypertrophy Holly tập rất là nhiều, không có thời gian nghỉ, cho nên Holly rất là mệt và cái cơ của mình nó rất là căng, là tại vì khi mà tập những cái tạ nhẹ, những cái phân đoạn nhẹ như vậy nè, là cái máu với lại oxygen nó được bơm vào cơ rất là nhiều, cho nên mình cũng rất, cái chân rất là mỏi, rất là mệt, cho nên sử dụng cái bell á nó sẽ chắc chắn hơn và nó sẽ giúp cho các bạn tập luyện một cái cách an toàn hơn. Và
Còn cái khi mà ngày tập nặng á thì mình tập chậm lại và Harley không có không không có sử dụng bell cho đến lúc những cái khối tạ nặng Harley mới sử dụng. Ok, còn cái clip này là cái clip tập nặng Harley trích ra từ một cái ngày tập squat khác. Đối với clip này Harley chỉ muốn các bạn chú ý là Harley đi xuống rất là chậm, cũng như Harley sẽ chia sẻ một chút về cái cách squat. Đối với cái cách tập luyện của Harley cũng như là powerlifting ở đây mà Harley biết á là người ta không có đụng vô người các bạn, trừ khi cái tạ của các bạn nó đi ngược xuống. Có nghĩa là các bạn hoàn toàn không thể nào chịu đựng nổi cái tạ đó thì người ta spot. Nhưng mà người ta spot là người ta kéo lên luôn, chứ người ta không có để cho các bạn ráng để khỏi gây ra những cái chấn thương không cần thiết. Thì đó là cái chia sẻ của Ali trong cái video này thôi. Và hy vọng các bạn sẽ thích. Và nếu như các bạn có câu hỏi nào thì các bạn hãy follow Instagram IUFit cũng như là Instagram cá nhân của Ali. Sẽ để cái link ở phía dưới description. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. This place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Baby, there is a place where we can go, where it's always shining. They shed a lot because the shedding seasons. Uyên với Hà Lợi đang đi mall, đang ở cái tiệm bán kem nè. Uyên với Hà Lợi đang mua kem ăn. Hà Lợi ăn passion fruit, còn Uyên ăn yêu tình một cái cây kem dưa hấu nữa. No. Nhiều tần tỏi ăn luôn cây của Harley nữa. Ừ. Nhì. Ở đây em ơi. Kêu tần lấy cho hả? Cành nè. Tần kia ăn qua kìa con. Ok, Hiệu Tình ăn hết nguyên, gần hết nguyên cây của Hiệu Tình rồi. Ngủ yên với Harley chưa ăn xong nữa. Hiệu Tình ăn nhanh con. Hiệu Tình còn miếng kìa. Đẹp quá. Giờ Harley với lại Uyên đang đi mua đồ ăn cho Hiệu Tình. Tại Hiệu Tình nó hết đồ ăn rồi. Nó biết đồ ăn của nó nằm ở đâu không? Đây. Thì bình thường Harley sẽ mua cho Hiệu Tình ăn cái loại adult. Đây là dành cho chó lớn. Cái này là thịt bò. Cái này là dành cho chó lớn mà là thịt gà. Cho nó ăn lại thịt bò đi. Nguyên cầm. Cầm. Rồi, đi. Lên đi con. Let's go, let's go. This way, this way. Còn đây là cái chỗ mà làm name tag, làm bảng tên cho chó nè. Đây là cái máy, mình mua cái này. Xong mình bỏ vô cái máy này nè. Xong mình bấm tên, nó sẽ ra đây. Cuốn Như Tần hồi nhỏ lúc mới đem về có một cái tag nhỏ. Bây giờ nó bự quá rồi, cái tag đó chắc nó nuốt được luôn đó. À, quán hồi cái nhỏ. Tần. Đi đâu con?
less, got me breathless. When you do all the things you do to me, you got me reckless, got me reckless. When you say all the things you say to me, I know nothing. Ever since I wanted you, I went to